quý vị, ngày 17 tháng 7 năm 2022, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, đơn vị này vừa ra văn bản tạm dừng hoạt động 13 văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố với lý do các văn phòng này chưa phối hợp với đoàn làm việc liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công việc. Việc này vi phạm khoảng 4 điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Ngoài việc tạm dừng hoạt động của 13 văn phòng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái còn giao các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các đơn vị treo biển quảng cáo không đúng quy định ngay trong tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định, nhất là quảng cáo kinh doanh bất động sản, bao gồm cả hình thức quảng cáo trên Internet. Chính quyền thành phố Móng Cái cũng giao lực lượng nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kiểm tra điều kiện cư trú của công dân đang làm việc tại các văn phòng giao dịch bất động sản. Trước đó, vào tháng 5, Thanh niên Online đã có loạt tin bài về loạn cò đất tại thành phố Móng Cái. Theo đó, lợi dụng việc tỉnh Quảng Ninh sắp khánh thành cao tốc Vân Đồn Móng Cái, nhiều công ty môi giới bất động sản khắp nơi đổ về đây đánh sóng. Đáng chú ý, nhiều dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhưng cũng được cò đất chào mời, thổi giá gây nhiễu loạn thị trường. Ngay sau phản ánh của báo Thanh niên, chính quyền thành phố Móng Cái đã vào cuộc lập đoàn liên ngành tổng kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó đã phát hiện hàng loạt các vi phạm. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh niên.